Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, vừa qua Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo VNPT Hưng Yên đã tổ chức thành công chương trình chung kết Thắp sáng tài năng xứ Nhãn năm 2020. Vòng chung kết là cuộc tranh tài của 4 đại diện: Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, huyện Yên Mỹ, Trung học cơ sở Hải Triều, huyện Tiên Lữ, Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, huyện Kim Động và Trung học cơ sở Nguyễn Quốc Ân, thành phố Hưng Yên, cùng sự tham dự của gần 300 thầy cô và học sinh đại diện cho 4 trường. Kết quả chung cuộc, trường Trung học cơ sở Nguyễn Quốc Ân đã trở thành quán quân của cuộc thi Thắp sáng tài năng xứ Nhãn năm 2020 với tổng số 145 điểm. Chung kết Thắp sáng tài năng xứ Nhãn 2020 sẽ được phát sóng vào 20:20 thứ Bảy ngày 17 tháng 4 trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên và được đăng tải trên website hungyentv.vn, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên và fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 / HITV.